Mẹ móm thì tụi mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy rắc không các bạn? Bạn phê quá các bạn ơi. Chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở hồ câu vườn tràm nha các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi test cái cám nền chép nha các bạn. Đây, cám nền chép chọn với lại nước hồ là câu thôi. Hiện tại bây giờ cũng 12 rưỡi rồi. Hôm nay mình câu trước hai tiếng. Mình mới vừa lên được một con cá trôi tầm 4 cân, 3 cân rưỡi, 4 cân. Đây mọi người, đây mình mới vừa lên có thị luôn. Một con trôi đỏ nha, hồ câu vườn tràm nha các bạn, bằng cám nền chép nha. Đây, chọn với nước hồ là câu thôi. Mới bắt được con trôi nè, còn dính được cái cọng dây cước, dây cước của ai nè, trong miệng đó nè. Mình cố tình mình mà mờ ra xem được coi, dính cái lưỡi câu miệng đó nè. Đó, ok nha, một con cá trôi nha, cá rất là dài luôn nha các bạn. 20, 40, 60, con này tầm 4 cân nha các bạn, trên lệch 4 kg nha. Mình sẽ cắn bớt cọng dây cước này cho nó, kèm nó dính theo cái lưỡi câu của ai nè, gãy lưỡi. Con này đã bị sảy một lần rồi nha, mình vô tay mình thì mình đã bắt được nó. Cái miệng nó mớm này, bị khứa nè. Đó, ok nha, được một con hàng đầu tiên nha các bạn. Chỉ vòng trong vòng 20 phút rồi, người ta đến lúc 12 giờ, bây giờ cũng 12:20 rồi, chỉ mới có 20 phút thôi là được một con cá trôi đỏ khá là to luôn nha các bạn. Đây nguyên cái hồ của mình nè, hồ gần nhà mình á, nên mình thương lượng được với chú hồ. Ok, hàng đầu tiên nha anh em, khá ok nha, cám trộn đánh dinh nha, không có pha trộn tinh mùi hay gì hết nha các bạn. Ok, tí nữa có cá tiếp mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục câu nha các bạn, hy vọng sẽ có được một hai con cá nữa để quay lên cho mọi người xem. Tại vì bây giờ là ban đêm rồi á, nên cái view không có đẹp cho lắm, mong các bạn thông cảm nha. Bây giờ cũng 12 giờ gần 12 rưỡi rồi. Mà câu mình nay mình câu có một mình thôi, không có ai hết. Mình có rủ mấy người bạn đi cùng mà họ không có đi. Thôi hôm nay mình đi một mình vậy, tại vì ban đêm mà trời bây giờ cũng chuyển sang đêm nay trời cũng khá là lạnh đó các bạn à, bên trời cũng có trăng nữa, nên mình câu cái mồi này nó gọi là cái mồi chua thơm tanh nhẹ, có vị hương dâu cộng theo vị hương sữa, ít hương sữa tạo lên một cái mùi nó thơm thơm chua chua, nó khét khét, để mà câu được cá trôi, cá chép, cá phi. Cá mè thì không nói rồi, thì mình cũng mới vừa câu được con cá trôi chua đỏ trên lệch 4 kg, tầm 4 cân. Tại vì con hồi trước mình câu cũng tầm bằng con này mà 3,7 kg rồi, con này mình đoán tầm khoảng ở chừng 3,8 kg, 3,9 kg đó các bạn ạ. Mình câu khoảng 2 tiếng thôi, 2 tiếng rồi mình nghỉ ngơi, sáng mai mình mới câu tiếp. Mình đi test cái mồi này là lần thứ 5 rồi, và trong 5 lần đó lần nào cũng có cá hết các bạn nè. Đó, các bạn yêu thích thì có thể đặt hàng về test thử, câu thử. Thì mình cũng đã test ngon rồi, test thành công mấy lần rồi, chưa có lần nào bị máu ngoài hồ dịch vụ cả. Tại vì thời gian công việc của mình nó không có nhiều, mình còn phải làm việc nữa, rất là mệt, nên không có nhiều thời gian để mình đi xa, đi những nơi cái hồ khác để làm video test mồi cho mọi người xem. Mình chỉ ở gần nè, về sẵn tiện có hồ gần nhà, mình chạy ra, mình ngồi mình câu, mình quay làm clip, sẵn tiện mình test mồi lên, xem thử cái mồi của mình nó như thế nào, có hiệu quả ở các bạn câu dịch vụ hay không. Mà nếu mà dù đã test ngon rồi thì ngoài hồ tự nhiên thì bao lên cá luôn cho các bạn luôn.
Mình khẳng định là điều đó là 100% là có thật. Và mình cũng muốn được test lên cá. Khá là nhiều cá được về mồi rồi. Thậm chí mình đã câu được một cá cục sôi 2 xị, 4 xị bình thường. Và trong cái đó khi mà cá đã vô ổ rồi các bạn nha, nó ăn liên khúc luôn, nó ăn miết luôn, nó ăn không ngừng nghỉ luôn. Mình thấy cũng hay. Thôi, bây giờ các bạn cùng với mình cùng chờ đợi cá nó thụt phao, báo cá nữa cho mọi người xem. Thì ban đêm mà chất lượng quay nó kém lắm, mong mọi người thông cảm nha. Có gì khoảng chừng mai 8-9 giờ gì đó mình ngủ dậy rồi á, mình câu tiếp. Có mấy bạn ra nữa ngồi câu chung, ngồi câu chơi với mình, anh em có chơi xôi đồ vui này kia với nhau hấp dẫn hơn. Còn ban đêm thì có một mình thôi, lên cá thì cũng khá là buồn. Mình con cá mạnh thiệt, giờ cũng phát con cá bay vào nước luôn, sướng thiệt các bạn nha. Lâu lắm rồi không có cảm giác đi câu cá vậy các bạn. Sẵn tiện hôm nay mình đi test cái mic thu âm luôn, tại vì mình quay để camera ở xa, đôi khi mình nói chuyện với các bạn á, tiếng nó không được nghe rõ cho lắm, nên mình dùng cái mic này á để nói chuyện với các bạn á sẽ rõ ràng hơn, các bạn dễ nghe hơn. Mặc dù các bạn mở âm lượng nhỏ vẫn nghe được cái tiếng âm thanh rất là vang, rất là to. Cái mic này mình đặt tầm gần 10 ngày mới về các bạn, ở nước ngoài á. Mình thấy cũng ok lắm, mình test thử luôn. Hy vọng là cái mic này sẽ ok, các bạn sẽ yêu thích cái mic này. À, mic này rẻ các bạn, cái mic này một cái của nó chỉ có cả cả con cá tiền ship luôn có 200 ngàn các bạn à. Mình thấy vậy cũng ok rồi, tại vì mình thường thì mình đi câu có một mình thôi, chứ mình có đủ thêm người đi chăng nữa cũng đâu có ai đi cùng mình đâu. Cuộc sống đam mê mà các bạn à. Cái thời buổi hiện tại bây giờ á, các bạn rất yêu thích những con cá to và những chuyến đi săn cá to. Mình thì mình không có nhiều thời gian để mình đi săn cá to để quay lên cho mọi người xem, nên cái lượt xem trên kênh của mình á nó giảm rất là nhiều. Tầm khoảng ở chừng 4 tháng trước á, cái số lượt xem trên kênh của mình á nó tầm khoảng ở chừng 340 ngàn. Còn bây giờ á, một tháng của mình á chỉ có 34 ngàn thôi. Nó giảm nhiều quá các bạn ơi, nó giảm nó tụt xuống hết tới nó tụt xuống tới gần tụt xuống 300 nghìn lượt xem luôn trong vòng một tháng luôn. Bây giờ chỉ có 34 ngàn lượt xem thôi, chứ doanh thu một tháng có 10 đô à, 10 đô thì có 225 ngàn. Thì giờ hỏi các bạn biết bao giờ mới đủ tiền mà rút tiền các bạn. Thôi, mình người sống người đam mê mà, tiền bạc nó cũng một phần không quan trọng mấy đâu. Mong sao các bạn yêu thích những video cố gắng của mình, dành ít ỏi thời gian để làm video câu cá, mang đến những video hấp dẫn cho mọi người xem, mọi người yêu thích mình là mình vui rồi các bạn. Không có nhiều đâu, cuộc sống này nó chỉ cần có nhiều đủ rồi các bạn. Bây giờ mà các bạn muốn mình hơn nữa thì không có đâu các bạn ơi. Người ta làm YouTube để người ta kiếm tiền, còn mình lấy tiền từ mình làm công nhân ra để mình làm YouTube. Mình mua cần, mình mua cám về, mình test, mình lên được cá quay lên cho mọi người xem. Có ai vậy không các bạn? Đúng, thất bại là mẹ thành công, nhưng mà thất bại nhiều lần quá rồi mình thấy nó cũng quá bình thường, không có gì gọi là quá cực kỳ cả. Thậm chí mình đi công vụ một ngày mình tốn khoảng 500 ngàn, mà trong khi đó một cái video của mình á chỉ kiếm được có 10 nghìn thôi, 10-20 nghìn thôi. Vậy các bạn nghĩ gì có nên làm hay không? Có một số bạn sẽ không, nói là sẽ không nên làm những video như vậy. Bỏ ra 10 mà thu về được có 1 à, thậm chí là không được luôn, 0,1 á. Tình hình là hôm nay là trống mắm rồi, là qua ngày hôm sau rồi mình được con cá trâu đỏ là trống mắm rồi. Mặc dù thời tiết bây giờ đang khá là lạnh luôn, hồi nãy có gió nữa kìa, mình tưởng là gió tới lạnh quá, mình tới căng cái dù lên mình ngủ rồi. Thôi ngồi ngắn ngắn 2 tiếng thử coi nó có chút gì đó gọi là có cá vô hay không.
Nếu mà câu xíu nữa mà câu mà không có cá thì mình sẽ đi ngủ. Mình câu tới 2 giờ. Ok các bạn xem thử cái bích mình nó như thế nào các bạn. Nếu mà thấy nó rõ ràng thì bình luận dưới video cho mình biết thôi. Chứ không có rất nhiều người vô xem rồi thì thầm đi ra xem cho xong rồi thích hàng thích gì vẫn đâu có vẫn like đâu, mình biết rõ về điều đó luôn. Cái khúc này là lúc tầm hơn 1 giờ các bạn à, cá nó thục phao các bạn à, một cái chỗ đỏ nữa và cái kết là bị đứt thẻo các bạn à, do lúc mình tóm lưỡi nó bị có cái tì, mình tưởng không sao đâu, ai ngờ đâu thì giật lên được phát một đứt luôn các bạn, gặp chỗ đỏ đứt luôn, chỗ điên đứt luôn các bạn, quá đáng tiếc bạn ơi, thôi đi ngủ cho chắc các bạn à. Đó, mình đang ra đồ đặt một cái lều tự bung mình ngủ. Cái phần này là cái mic của mình nó bị hết pin các bạn ạ, à, mình không biết luôn. Mình mới xài mic đầu tiên á, mình không biết là nó bị hết pin. Nên khi quay xong rồi á mở tiếng lại xem á thì không có tiếng các bạn ạ. Giờ mic mình hết pin các bạn ạ, à, các bạn thông cảm đi. Thôi, bây giờ mình găng cái lều này ra để mình nghỉ ngơi rồi sáng mai mình công tiếp nha các bạn. Ok các bạn, mình mới vừa về tới nhà nè. Thì bây giờ mình xong cái chuyến hành trình mình đi test cái cám nền chép nè. Đây là con trôi mình câu được hồi tối nha các bạn. Một con trôi đỏ. Con này tầm hơn 3 kg xíu à. Mình mới vừa cân vừa xong, 3,2 kg. Đây mình vẫn liên tục đi test cái cám nền chép nha các bạn. Cám nền chép của hàng mình Fishing nha. Đây. Một gói như thế này là 800k. 800 g. Thì giá một con mô gói này chỉ 50k, nếu các bạn mà mua 10 gói thì giá chỉ còn 45 ngàn 10 gói như thế này đó. Ok, 45 ngàn một gói như thế này, bạn mua 10 gói cho lên nha các bạn. Còn một gói như thế này là bạn mua mà dưới 10 gói thì giá vẫn 50k một gói như thế này, có sỉ và lẻ cho các bạn luôn nha. Nè, sỉ phải từ 10 kg trở lên, mình để giá sỉ cho các bạn giá 40 để các bạn có thể đánh lâu hơn nhiều hơn đó. Ok, thì xong cái buổi hành trình mình đi test cái cám nền chép của hàng Minh Fishing thì được một con trôi đỏ. Chiều tối nay là có món cá trôi rồi. Cái dãy rất là to luôn. Lớn người ra nè.